Xin chào mọi người, mình là Hiển. Chắc các bạn đều đã biết bài Home của anh Mai Cầm Bóng Bóng. Bài này thì nổi tiếng cũng lâu rồi, nhưng mà đến bây giờ thì được sau khi mà Việt Nam Got Talent có thì anh Phúc đẹp trai đã biểu diễn bài này rất là vãi, cho nên là càng nhiều người thích bài này hơn. Nhưng mà để mà tìm được một cái hướng dẫn nào ở trên mạng mà nó rõ ràng một chút hay dễ dàng một chút dành cho những bạn mà đụng vào đàn chưa đụng bao giờ thì cũng rất là khó, cho nên là hôm nay tôi sẽ dạy cho bạn là cách nào để chơi được cái bài rất là vãi này. Sun 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 re 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 mi 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 re 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 rồi lại sun sun quay về re sun 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 re 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 mi thư rồi sáng đô tôi lại quay về son. Phần intro của bài Home sẽ khá là khó đối với người mới tập, cho nên là mình sẽ để song xuống dưới cùng của phần dạy này. Còn đầu tiên mình sẽ dạy cho các bạn làm sao để đánh con đoạn 1 của bài nhà của Mai Cầm Bóng Bóng. Trước tiên, những ga mình chơi cho đoạn thứ nhất đó là gồm có son, re có pha chậm, mi, đô và la trưởng. Đó là 5 ga mà chúng ta sẽ sử dụng cho đoạn thứ nhất, gồm có từ đoạn đầu tiên cho đến cái đoạn trước khi mà vào cái let me go home, đó những cái như thế. Nốt son chúng ta sẽ đánh như sau. Các bạn nên nhớ là chúng ta có 4 ngón tay, đếm là 1, 2, 3, 4. Ở trên đàn này thì chúng ta sẽ đặt những ngón như sau. Đây là son trưởng. Các bạn thường thì một số người hay đánh son trưởng như thế này hay là như thế này, nhưng mà như thế cũng được, nhưng mà nhất thiết thì các bạn nên bấm đầy đủ cả hai ngón hai giây thứ nhất, bởi vì như vậy thì cái tiếng của gam này nó sẽ đủ màu hơn, nghe nó sẽ đẹp hơn nhiều. Và các bạn đánh từ giây thứ 6 chưa đi hết thôi. Tiếp theo là re thì các bạn sẽ đặt tay như sau. Các bạn sẽ đánh từ giây thứ 4 trở đi. Và đây phần re này sẽ là đánh cho đoạn ở giữa giữa một chút. Còn ở ngay đoạn đầu tiên, ngay khi bắt đầu bài hát thì chúng ta sẽ đánh là re của thêm pha thăng trầm. Ở đây thì pha thăng của chúng ta là lúc này. Vậy chúng ta cứ bấm vào re và sau đó dùng cái để chặn cái pha thăng này lại. Như vậy chúng ta sẽ có pha thăng trầm và chúng ta đánh từ giây thứ 6. Nhưng mà cứ không phải nhất thiết là các bạn cứ phải cho vào pha thăng trầm. Các bạn cứ bỏ qua cái đánh thẳng dây 4 cũng được, nghe cũng như đối tệ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với gam mi thứ. Mi thứ là gam dễ nhất mà các bạn chắc chắn là nếu mà tập đến 2 tuổi diễn biết, mà kể không biết cũng làm được. Đấy, điều chắc chắn rồi. Chúng ta nhiều người có thể sẽ sử dụng hai ngón này, hai ngón này, hai ngón này. Cái này không nhất thiết các bạn thích dùng ngón nào được. Đối với tôi thì quen thì tôi thường hay dùng ngón này để đánh, bởi vì nếu mà dùng ngón này thì nữa các bạn sẽ đánh đến gam la trưởng thì các bạn có thể nhảy xuống cách nhanh hơn. Từ đây đẩy xuống mi trưởng như thế nào thì chúng ta là hai ngón như thế này và quạt tới dây thứ 6. Về đô trưởng thì chúng ta sẽ đặt tay như sau. Đánh từ dây thứ 5 trở đi. Tiếp theo sẽ là la trưởng. La trưởng thì các bạn sử dụng ba ngón này hoặc ba ngón này, đấy là tùy theo sở thích của các bạn và thói quen thôi. Còn nếu là tôi sẽ sử dụng ba ngón này. Chúng ta sẽ đánh như sau. Đây sẽ là la trưởng. Đánh từ dây thứ 5 trở xuống. Đánh như vậy thôi. Của đoạn 1 mà các bạn cần phải chơi
giải giải theo điệu cung bốn, tức là chúng ta đánh từ dây chậm nhất như son chúng ta sẽ đánh từ dây 6 3 2 1 3 2 1 như vậy. Nhưng mà đối với nhịp 4/4 thì các bạn sẽ phải đánh đủ, tức là 3 lần như thế, có nghĩa là 1 2 3 4 1 2 3 4. Nhưng mà ở đây thì chúng ta chỉ đánh là 2/4 thôi, tức là chúng ta chỉ đánh có 1 lần sau đó chuyển luôn, có nghĩa là như thế này. Còn nếu như bạn không biết giải như thế nào hoặc giải quá khó thì các bạn quạt luôn cho nó nhanh, không cần phải mất công. Các bạn chỉ cần quạt dần dần là kiểu gì thành bài hát thôi. Còn lại phần bạn có hát hay hay không thôi. Phần quạt thì về cơ bản các bạn có riêng điệu 4/4 rất nhiều kiểu quạt. Kiểu quạt cơ bản nhất mà đảm bảo là ai cũng sẽ làm được, đây là quạt 2 phát xuống thế thôi. Thì sẽ như thế nào? Vào ngang chúng ta sẽ như này. Và trong phần đêm khúc này thì chúng ta vẫn chơi lại những cái gam như kiểu lúc nãy chúng ta chơi, nhưng mà chúng ta chỉ có thêm một gam lạ hơn, đó là gam si thứ. Si thứ cũng là sẽ là một gam rất là thử thách các bạn ở trong phần này. Chúng ta sẽ đánh si thứ như sau. Si thứ này các bạn, nếu các bạn đã biết thế nào là chặn rồi, hợp âm chặn thì như thế chơi rất là dễ. Đó là các bạn hãy dùng ngón trỏ cố gắng làm sao chặn hết được cái phần của bên khoang 2 này, và sau đó đặt các ngón sau. Sau chúng ta đánh từ dây 5 trở xuống. Đó là si thứ của chúng ta. Các bạn hãy cố gắng tập để làm sao mình bóp được cái ngón thứ nhất này, bóp được vào cái khoang thứ hai, thế là được. Để bóp cho đơn giản hơn thì phần ngón cái của chúng ta cứ đặt thẳng ở giữa, và sau đó ngón trỏ chúng ta đặt thẳng lên, dùng hai ngón này dùng lực bóp lại. Đừng, các bạn đừng dùng thêm ngón giữa để kẹp, mà chỉ dùng ngón này thôi, và sau đó các bạn hãy đánh thử. Nếu mà nghe được tầm tầm như thế này thì các bạn cũng sẽ được đủ lực rồi. Cái việc mà bạn sử dụng toàn bộ bàn tay đặt theo cái gam như thế này, đánh sẽ dễ hơn rất nhiều so với việc là bạn sử dụng một ngón và chặn vào như thế này. Các bạn đánh như thế này sẽ dễ hơn, bởi vì bạn sẽ sử dụng lực của cả bàn tay và dồn vào, thì chơi phần si thứ này sẽ đơn giản hơn cho các bạn rất nhiều. Đấy là về vấn đề của si thứ mà chúng ta dùng gam chặn. Và nếu bạn thực sự không chặn nổi thì các bạn đánh gam mở cũng được, không nhất thiết phải cứ phải chặn lại. Nhưng mà khi các bạn đánh gam mở, các bạn phải xác định 100%, các bạn phải cố gắng cạn đến trúng dây thứ 5 càng tốt. Nghe sẽ, đối với người bình thường thì nghe không khác lắm, nhưng nếu các bạn mà lên am, lên những cái đàn xịn thì các bạn sẽ nghe rất rõ cái tiếng của cái này và cái này. Phần trầm của chúng ta nghe sẽ bị lộ hơn, nhưng mà các bạn chỉ cần đánh cái này thôi, dễ hơn nhưng mà nghe cũng được. Chúng ta sẽ đánh như sau. Chúng ta đánh dây 5 trở xuống. Mặc dù là quạt 2 lần đi xuống, nhưng mà ở giữa phần chuyển các bạn cũng nên có làm cách nào đấy để chuyển gam mà nghe nó không bị cụ. Thì giả dụ như thế này. Các bạn sẽ quạt như sau. Xuống xuống lên xuống. Đó, như vậy chúng ta sẽ làm chậm hơn. Xuống xuống lên xuống.
như vậy. Các bạn cứ đánh đúng một cái điệu này cả bài hát cũng được, chẳng ai nói gì bạn cả. Như vậy thôi là các bạn có thể đánh được bài Nhà của anh Michael Bublé rồi. Với các bạn, chúng ta vẫn đánh phần intro dựa trên cái nền gam là cái phần đoạn thứ nhất. Có nghĩa là vẫn son, mê, mi, re, đô, re, son, mê. Chúng ta vẫn đánh dựa trên cái nền của những đoạn gam này. Thì phần intro chúng ta sẽ như sau. Các bạn sử dụng ngón áp út để đánh vào dây bảo khoang thứ 3 và dây thứ 6. Đánh hai dây này. Tôi sẽ đánh thật chậm để các bạn làm theo. Thank you.